Quý vị đang theo dõi chương trình Hội Nhịp Phát Triển của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Những ghi nhận từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ được cập nhật đến quý vị ngay sau đây. Chương trình trưa nay thứ Tư ngày 22 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý. Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý tại nhiều địa phương. Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu nỗ lực để tất cả công đoàn viên, người lao động đón Tết đầm ấm và sum vầy. Thành phố Bà Rịa khai mạc đường hoa nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý. Diêm dân Long Điền vào vụ muối năm 2020. Phần thông tin địa phương sẽ mở đầu chương trình là ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu tổ chức lễ viếng đền thờ liệt sĩ thành phố Vũng Tàu. Tham dự lễ viếng có ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, các ông bà nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố Vũng Tàu qua các thời kỳ. Viếng đền thờ liệt sĩ tại thành phố Vũng Tàu, lãnh đạo tỉnh cùng thành phố Vũng Tàu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Vũng Tàu nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, phát huy nội lực để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Sau phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương hoa tại đền thờ liệt sĩ. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu đã và đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, nhất là gia đình công nhân lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, mùa xuân như đến sớm hơn với nhiều người. Vào những ngày cận Tết Nguyên Đán, khi người người nhà nhà tất bật chuẩn bị đón năm mới, thì chị Võ Thị Oanh, công đoàn viên của trường trung học cơ sở Bạch Đằng ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu và chồng cũng cố gắng cùng thợ xây hoàn thành những công đoạn cuối cùng để kịp có nhà mới đón Tết. Với chị Oanh, năm nay mùa xuân đã đến sớm hơn với gia đình chị nhờ máy ấm công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu trao tặng. Được sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động và mọi người cũng như nhà tài trợ thì vợ chồng đến thời điểm này được cái căn nhà như thế này là một niềm vui rất lớn và coi như đây là cái mùa xuân mà vui nhất mà vợ chồng em được tận hưởng cũng như được đón nhận. Hỗ trợ người lao động nghèo an cư lạc nghiệp. Trong năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu đã xây mới sửa chữa 4 máy ấm công đoàn với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp cùng các nhà tài trợ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành máy ấm công đoàn để kịp bàn giao nhà trước thềm xuân 2020. Đến trao cái máy ấm gia đình, tôi rất là xúc động. Có cái cơ ngơi để mà sinh sống, để mà an tâm trong công việc, để làm tròn trách nhiệm của mình đối với xã hội. Và hàng năm chúng tôi đều trích một khoản kinh phí và vận động nhiều nguồn, chúng tôi cũng tiếp tục và đồng hành cùng Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu để tiếp tục làm cái chuyện này. Đồng hành và sẻ chia với những công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động thành phố đã đến thăm, trao tặng hơn 1.000 suất quà Tết tiền mặt trị giá hơn 500 triệu đồng cho công đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các công ty đơn vị trên địa bàn. Tôi xin cảm ơn đại diện của Liên đoàn Lao động thành phố đã quan tâm hỗ trợ một phần cho tôi cũng như các bạn đồng nghiệp của tôi. Thì nghĩ là cái số tiền này thì nó giống như một cái động lực để cho chị với các đồng nghiệp của chị là có thêm cái động lực hơn để làm việc trong những năm tới. Được sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên thì chúng không có gì hơn là chúc mọi người vui khỏe để mà ăn Tết vui vẻ. Thực hiện theo chỉ đạo và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, trong nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu không những duy trì mà còn đổi mới sáng tạo với nhiều hình thức thiết thực trong tổ chức chương trình Tết Sum Vầy. Năm nay, chương trình đã trao tặng hơn 500 phần quà Tết trị giá hơn 300 triệu đồng cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sẽ tập trung mọi cái nguồn lực để tập trung chăm lo cho người lao động, đặc biệt là những cái người lao động hoàn cảnh khó khăn. Rồi ngoài ra thì các cấp công đoàn ở các công đoàn cơ sở thì chúng tôi cũng hướng dẫn đề nghị các cái đơn vị tùy tình hình của mỗi đơn vị mình tổ chức các hoạt động nó phù hợp. Đấy, cũng tập trung làm sao thì cũng hướng vào chủ yếu là những cái hoạt động thiết thực nhất để động viên tinh thần cho người lao động với phương châm là tất cả lao động, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đều được đón Tết trong không khí đầm ấm và sum vầy. Bây giờ là ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Tối qua 21 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa tổ chức khai mạc đường hoa nghệ thuật chào đón năm mới Canh Tí 2020. Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lương Trí Tiên, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, lãnh đạo thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa và đông đảo người dân địa phương. Đường hoa nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân Canh Tí 2020 của thành phố Bà Rịa có chiều dài 480 m, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Nguyên. Với chủ đề Bà Rịa phát triển dương xa, đường hoa được thiết kế với 6 đại cảnh với các chủ đề: Giàu xuân, vườn xuân, xuân gắn kết, xuân an vui, thành phố trẻ Bà Rịa phát triển. Ngoài 6 đại cảnh chính, đường hoa còn được thiết kế 15 tiểu cảnh và 8 cụm hoa kết nối giữa đại cảnh và tiểu cảnh, tạo nên một tổng thể đường hoa sinh động. Điểm nhấn của đường hoa là chiếc cầu nối hai dải phân cách có chiều dài 14 m, cao 6,2 m, được làm bằng tre, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết. Một điểm nhấn khác của đường hoa là cổng chính có chiều cao 6,6 m, nằm ngay vị trí trung tâm, được bày trí mô hình chuột, linh vật của năm Canh Tí 2020. Sau lễ khai mạc, đông đảo người dân thành phố Bà Rịa đã đến thưởng lãm đường hoa nghệ thuật. Đường hoa nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân Canh Tí của thành phố Bà Rịa sẽ mở cửa đón khách từ ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến mùng 8 Tết Canh Tí. Năm qua, có 394 hộ cận nghèo và hộ nghèo trên địa bàn thành phố Bà Rịa được vay mới trên 12 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Riêng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh và thành phố Bà Rịa đã giải ngân là 430 triệu đồng cho 6 hộ nuôi bò sinh sản tại xã Long Phước và 5 hộ nuôi heo tại xã Tân Hưng, nâng tổng nguồn vốn luân chuyển trên 3 tỷ đồng. Kết quả trên được Hội Nông dân thành phố Bà Rịa báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019. Năm 2019, Hội Nông dân các cấp thành phố Bà Rịa vận động 102 hộ nông dân khá giúp cho 182 hộ nông dân nghèo vay không tính lãi trên 200 triệu đồng. Phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh tổ chức 2 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 50 học viên về kỹ thuật trồng bưởi da xanh, sầu riêng và bơ. Với sự hỗ trợ đồng bộ về kiến thức khoa học, kỹ thuật và nguồn vốn vay, đến cuối năm 2019, toàn thành phố có 1.525 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó, cấp trung ương 3 hộ, cấp tỉnh 37 hộ, cấp thành phố 405 hộ, cấp cơ sở 1.080 hộ và 103 hộ vượt khó thoát nghèo. Năm qua, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, Hội Nông dân các xã phường đã vận động hội viên nông dân đóng góp kinh phí lắp đèn chiếu sáng tại các tuyến đường và lắp đặt camera giám sát an ninh với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Tiếp theo là một số hoạt động mừng Đảng mừng Xuân tại các địa phương của thành phố Bà Rịa. Tại phường Phước Hưng, chương trình văn nghệ mừng Đảng Quang Vinh mừng Xuân Canh Tí năm 2020 được tổ chức đầm ấm vui tươi với 17 tiết mục ca ngợi Bác Hồ và Đảng Quang Vinh, ca ngợi mùa xuân, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống giữ nước của dân tộc. Trong đêm văn nghệ, Ủy ban Nhân dân phường Phước Hưng đã trao 100 phần quà Tết cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em và đồng bào dân tộc. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm gạo và 400.000 đồng tiền mặt. Nguồn kinh phí trao quà Tết do Ủy ban Nhân dân phường vận động các nhà hảo tâm ủng hộ. Chương trình văn nghệ mừng Đảng Quang Vinh mừng Xuân Canh Tí năm 2020 tại phường Phước Trung có 13 tiết mục. Các tiết mục do các bé ở trường mầm non Sơn Ca, học sinh trường tiểu học Lê Thành Duy, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, câu lạc bộ Lân Sư Rồng Tấn Anh Đường và đội văn nghệ của phường biểu diễn. Đêm văn nghệ thu hút rất đông khán giả là các bậc phụ huynh học sinh và bà con nhân dân trong phường đến xem cổ vũ. Dịp này, phường Phước Trung đã trao tặng 230 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nguồn kinh phí trao quà được trích từ quỹ vì người nghèo của phường và vận động các mạnh thường quân ủng hộ. Phần thông tin địa phương được tiếp nối với ghi nhận tại huyện Long Điền. Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền tổ chức khai mạc Hội Vui Xuân Canh Tí 2020. Năm nay, các hoạt động tại Hội Vui Xuân của huyện Long Điền được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều niềm vui, sự lan tỏa và kết nối mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và chào mừng huyện Long Điền được công nhận là huyện nông thôn mới. Tại lễ khai mạc Hội Vui Xuân Canh Tí 2020 huyện Long Điền, sau phần múa lân sư rồng sôi động hấp dẫn là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ, nghệ sĩ của đoàn ca múa nhạc tỉnh và giáo viên, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện biểu diễn. Chương trình Hội Vui Xuân của huyện Long Điền diễn ra từ ngày 20 tháng 1 đến hết ngày 29 tháng 1, tức từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, với nhiều hoạt động như thi tiểu phẩm xuân, thời trang xuân, aerobic, liên hoan các nhóm nhảy, tổ chức các gian hàng trò chơi dân gian và liên hoan ẩm thực, trưng bày phục vụ báo xuân, liên hoan lân sư rồng, giải cờ tướng. Ban An toàn giao thông huyện Long Điền đã tổ chức lễ phát động ra quân tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán Canh Tí và các hoạt động mừng Đảng mừng xuân trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán Canh Tí 2020, lãnh đạo huyện Long Điền đã yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phối hợp tuyên truyền thường xuyên liên tục với nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Lãnh đạo huyện đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Sau lễ phát động, xe lưu động của các xã, thị trấn đã diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến đường chính của thị trấn Long Điền, xã An Ngãi, xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh. Theo các diêm dân làm muối tại huyện Long Điền, địa phương có diện tích muối lớn nhất tỉnh, thời điểm này thuận lợi cho diêm dân bắt tay vào sản xuất niên vụ muối 2019-2020. Giá cả ổn định, muối được tiêu thụ hết, không bị tồn kho, giúp cho diêm dân phấn khởi trước thềm năm mới. Huyện Long Điền có gần 400 hectare diện tích làm muối, tập trung chủ yếu tại xã An Ngãi. Theo bà con diêm dân, từ đầu vụ, tức tháng 11 năm 2019 đến nay, thời tiết thuận lợi cho việc làm muối nên năng suất sản lượng các lứa muối thu được tăng cao. Theo đó, hầu hết bà con đã sản xuất từ 3 đến 4 lứa muối trải bạc và một lứa muối đất truyền thống. Trung bình 1 hectare muối trải bạc thu về khoảng 25 tấn và 1 hectare muối đất cho thu hoạch khoảng 10 tấn. Giá bán ổn định ở mức 1.200 đồng 1 kg muối trải bạc và 1.000 đồng 1 kg muối đất. Muối làm ra đến đâu được thương lái tiêu thụ hết đến đó nên diêm dân huyện Long Điền rất phấn khởi. Tiếp theo là ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Trung đoàn 201 thuộc Sư đoàn 302 vừa phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ và xã Sông Xoài tổ chức chương trình Tết Quân Dân. Tham dự chương trình có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng hơn 200 cán bộ chiến sĩ, Trung đoàn 201, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, các xã phường cùng bà con xã Sông Xoài. 47 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm và 5 kg gạo được trao cho bà con đồng bào dân tộc Châu Ro ở xã Sông Xoài và các lực lượng dân quân tự vệ của 10 xã phường của thị xã Phú Mỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chương trình Tết Quân Dân. Cũng tại chương trình này, lực lượng quân sự đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các trục đường chính ở ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, gói bánh chưng, bánh tét và giao lưu văn nghệ. Từ chương trình, 100 cái bánh chưng, bánh tét được Trung đoàn 201 tặng lại cho bà con dân tộc Châu Ro có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài. Ngày 21 tháng 1, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Phú Mỹ phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hắc Dịch cùng các ban ngành, đoàn thể phường và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Hương Sen đóng trên địa bàn phường tổ chức lễ bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho hộ ông bà Phạm Văn Lên là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hai vợ chồng ông bà Phạm Văn Lên đã già yếu, đi lại khó khăn, hiện ngụ tại khu phố Suối Nhum, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. Trước hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của gia đình, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Phú Mỹ phối hợp với chính quyền địa phương vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tiền xây dựng. Căn nhà cấp 4 có diện tích 60 m² với tổng kinh phí xây dựng 191 triệu đồng. Do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ xây dựng Hương Sen tài trợ toàn bộ chi phí, đã được trao tặng cho gia đình ông bà Phạm Văn Lên. Tại buổi lễ bàn giao nhà, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Hương Sen còn tặng gia đình bà Lên nhiều vật dụng sinh hoạt với tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Thưa quý vị, với hơn 300 km bờ biển, diện tích dùng đặc quyền kinh tế gần 297.000 km vuông, 5 trên 8 huyện và thành phố nằm giáp biển, Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều ưu thế, tiềm năng phát triển cả 4 lĩnh vực liên quan đến biển là dầu khí, hải sản, du lịch, dịch vụ cảng. Mẹ biển hào phóng ban tặng cho người dân Bà Rịa Vũng Tàu nhiều sản vật độc đáo. Những sản vật khai thác từ biển không chỉ góp phần nuôi sống, làm giàu cho cư dân địa phương mà còn tạo ra bản sắc văn hóa độc đáo. Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ hấp dẫn du khách bởi những bãi biển đẹp mà còn thu hút du khách với chiều sâu văn hóa vùng biển. Khai thác thủy sản là nghề truyền thống lâu đời nhất của Bà Rịa Vũng Tàu. Mỗi năm, ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu khai thác trên 3.000 tấn hải sản, trong đó trên 45% sản lượng được xuất khẩu. Gắn liền với đánh bắt hải sản, các nghề truyền thống như làm nước mắm, chế biến cá khô, làm muối cũng phát triển, mang lại thu nhập cho một bộ phận không nhỏ người dân địa phương. Đời truyền thống của cha ông là từ tới ông nội, tới ông cha tôi, tới tôi làm nghề biển là cũng 60 năm rồi. Cha truyền con nói lúc nào cũng bám biển hết. Bây giờ có no có đói cũng phải dán mà làm bám biển tới bây giờ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Vũng Tàu, đây là lần thứ hai. Nói thật là tôi chưa có cơ hội khám phá nhiều thành phố Vũng Tàu, bởi vì đây là chuyến đi công tác. Còn về sản phẩm quà lưu niệm, trong chuyến đi đầu tiên của tôi đến Vũng Tàu thì tôi có mua một số sản phẩm truyền thống như hải sản. Hải sản ở đây rất tuyệt. Vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu phong phú đa dạng các loài sinh vật biển, nên người dân Bà Rịa Vũng Tàu và nhiều nhất là cư dân của thành phố Vũng Tàu đã khéo léo sáng tạo nên nhiều tuyệt tác từ chính vỏ sò biển, ốc biển. Sản phẩm mỹ nghệ sò ốc của Bà Rịa Vũng Tàu nổi tiếng trong và ngoài nước. Tại thành phố Vũng Tàu, làng nghề truyền thống mỹ nghệ tập trung ở phường Thắng Tam với gần 50 hộ. Đáng ghi nhận là hầu hết sản phẩm mỹ nghệ sò ốc ở đây đều được làm thủ công. Vì vậy, mỗi sản phẩm thấm đẫm công sức, tâm huyết của người thợ, nghệ nhân. Càng ngày nó càng cái thị hiếu nó càng cao hơn, cho nên mình mới chuyển qua bằng cách là dùng cả về máy móc để mà mình chuyển đổi thành những cái công nghệ nó cao hơn, làm những cái mặt hàng nó có tiêu chuẩn hơn, nghệ thuật hơn. Đó. Cho đến từ bao nhiêu năm nay rồi, cho nên mình rất là yêu thích và cả nhà mình cùng làm cho đến tới bây giờ, mấy mươi năm. Biển không chỉ tạo ra của cải vật chất cho cư dân Bà Rịa Vũng Tàu, biển còn tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Một trong những tín ngưỡng dân gian khá đặc thù của người dân ven biển là tục thờ cá ông. Dọc theo bờ biển, hầu như các làng chài Bà Rịa Vũng Tàu đều có các lăng miếu thờ cá ông với những nghi thức cúng tế hết sức trang trọng. Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải hàng năm được các địa phương tổ chức quy mô. Từ năm 2000, lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu được Bộ Văn hóa Thể thao chọn là một trong 15 lễ hội cấp quốc gia. Phát huy lợi thế, cảnh quan môi trường biển đa dạng, phong phú, du lịch Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định vị thế rất sớm và có sức lan tỏa sâu rộng. Thời gian gần đây, nhiều sự kiện du lịch thể thao văn hóa tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu được nâng tầm sự kiện cấp quốc gia, quốc tế như Festival Diều, bóng chuyền bãi biển. Những sự kiện này ngày càng tác động tích cực đến du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Và chỉ riêng năm 2017 vừa qua, doanh thu từ hoạt động du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng 20% so với năm 2016. Bên ngoài cái du lịch nghỉ dưỡng và các cái hoạt động gắn liền với biển đó, thì thực ra Bà Rịa Vũng Tàu cũng còn có nhiều cái tiềm năng để có thể phát triển các loại hình du lịch khác. Thí dụ như là du lịch đường sông, các cái lễ hội, các cái hoạt động về hoạt động trên biển như là du thuyền, như là các cái trò chơi trên biển, vân vân, để đóng góp cho ngành du lịch. Và tiến xa hơn nữa, chúng tôi cũng vừa đề xuất, tỉnh ủy cũng đã chấp thuận và chúng tôi đang làm hồ sơ để tỉnh trình cho chính phủ đề xuất cái năm 2021 là cái năm du lịch quốc gia Bà Rịa Vũng Tàu để nhằm hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bảo tồn phát huy lợi thế sẵn có, Bà Rịa Vũng Tàu đang dần khẳng định với du khách và bè bạn quốc tế rằng đến với Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ có tắm biển nghỉ dưỡng mà còn được trải nghiệm, khám phá, thưởng ngoạn những nét văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.